Thưa quý vị, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7 và sáng nay dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2024 và nhiều nội dung quan trọng khác. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp. Đại biểu Hoàng Quốc Khánh cho rằng để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 6 đến 6,5% đã đề ra trong năm nay thì việc tạo điều kiện để cho các doanh nghiệp ổn định, đầu tư phát triển là yếu tố hết sức quan trọng. Trong đó, vấn đề tạo dựng niềm tin của doanh nghiệp trong thúc đẩy sản xuất, kinh doanh cần phải được quan tâm trên hết. Khẩn trương đưa các chính sách mới ban hành vào cuộc sống, giúp doanh nghiệp vượt khó và phát triển, nhất là các dự án luật mới được ban hành có tác động trực tiếp đến sản xuất kinh doanh. Tôi đồng tình cao với việc Chính phủ trình Quốc hội tại kỳ họp này xem xét quyết định cho phép luật đầu tư, luật đất đai, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản và luật các tổ chức tín dụng có hiệu lực sớm hơn để tổ chức thực hiện, góp phần giải quyết căn bản nút thắt về thể chế. Tuy nhiên, Chính phủ, các bộ ngành cần có bước chuẩn bị đầy đủ, đồng bộ về hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành để luật có hiệu lực thì tổ chức thực hiện được ngay. Mặc dù nền kinh tế có nhiều dấu hiệu phục hồi tích cực, song các đại biểu vẫn băn khoăn khi số lượng doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường tăng cao. Vì vậy, cần có các giải pháp quan tâm tới thị trường nội địa. Tôi khuyến nghị với các chính sách là chúng ta phải kiểm soát độ mở của nền kinh tế. Cần quan tâm đến cái thị trường nội địa 100 triệu dân, đặc biệt là tầng lớp trung lưu ngày nay thì đang ngày càng tăng. Và hơn nữa đó, thì chúng ta cần phải ưu tiên xúc tiến thương mại đối với thị trường lân cận, thị trường khu vực ASEAN, thị trường Trung Quốc, thị trường Ấn Độ, vân vân. Bên cạnh đó, cũng cần quan tâm đến giải pháp cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, giảm bớt xin cho, giảm sách nhiễu, giảm chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp.